Khi học tiếng Anh thì từ vựng rất quan trọng. Nhưng làm sao để học những từ vựng gần gũi, thân thiết với cuộc sống hàng ngày của chúng ta mà chúng ta có thể sử dụng thì nó còn quan trọng hơn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng có một cuộc hội thoại và trong những cuộc hội thoại này chúng ta sẽ học rất nhiều những từ vựng mà bạn sẽ sử dụng trong cuộc sống hàng ngày của mình. Nhưng trước khi để hiểu cuộc hội thoại này thì đầu tiên chúng ta cần làm quen với những từ vựng này trước. Từ đầu tiên chúng ta sẽ cùng làm quen đó là It really bothers me when tạm dịch tiếng Việt là mỗi khi cái gì đó thì tôi rất là bực bội, tôi bực bội ghê gớm luôn á. Ví dụ như mình nói là mỗi khi hàng xóm tôi karaoke tôi bực bội ghê gớm luôn á. Thì mình nói là it really bothers me when my neighbor sing karaoke. À, thì cái từ đồng nghĩa với it really bothers me, các bạn có thể nói là it's a pet peeve of mine. It's a pet peeve of mine when people sing karaoke. Có nghĩa là mỗi khi mà người ta karaoke là tôi bực bội ghê gớm luôn. Thì các bạn có thể nói là It really bothers me when people sing karaoke. Hay là các bạn có thể nói là It's a pet peeve of mine when people sing karaoke. Một, câu, một số câu mà chúng ta có thể đồng nghĩa với nó. Các bạn có thể nói là, It drives me crazy. It drives me. It drives me crazy when people cut in line cut đến lại có nghĩa là chen vô hàng mình đang xếp hàng cái người ta chen vô hàng thì rất là khó chịu mình nói là khi mà xếp hàng người ta chen vô tôi rất là khó chịu tôi bực bội thứ ghê tôi bực bội thứ ghê luôn á thì mình nói là it drives me crazy it drives me crazy when people cut in line instead of waiting they turn like everyone else có nghĩa là thay vì instead of có nghĩa là thay vì thay vì instead of là thay vì thay vì đợi đến lượt của mình giống như mọi người khác thì người ta lại chen vô hàng thì điều đó nó khiến tôi rất là bực bội. À, thì thay vì nó là it really bothers me, các bạn có thể nói là, it drives me crazy, it drives me crazy when people cut in line. Instead of waiting. À, rồi các bạn cũng có thể dùng một câu tương tự đó là I can't stand it, I can't stand it when Ví dụ mình nói I can't stand it when people talk loudly on their phones Có nghĩa là mỗi khi mà người ta nói chuyện điện thoại lớn, tôi bực thấy ghê luôn á no, I can't stand it, I can't stand it when people talk loudly on their phones à, okay. Hay là các bạn có thể nói là I can't stand it when people don't follow through on their commitments Commitment có nghĩa là lời hứa, lời cam kết Don't follow through có nghĩa là không giữ lời hứa, không giữ lời cam kết của mình mỗi khi mà người ta không giữ lời hứa những lời mà người ta hứa những lời mà người ta cam kết thì tôi rất là khó chịu. Okay, I can't stand it when people don't follow through on their commitments. Các bạn có thể thay vì nói là I can't stand it, các bạn cũng có thể nói là it bugs me. Bugs này là con côn trùng, có nghĩa là quấy rầy, quấy rối tôi. It bugs me. Leaves có nghĩa là để. Khi mà ông ông chồng tôi ông để His dirty clothes Còn quần áo dơ của ông lying around Có nghĩa là tầm lum tầm la hết á Có nghĩa là mỗi khi mà ông chồng tôi Ông để quần áo của ổng tầm lum tầm la Tôi rất là khó chịu uh, It bugs me when my husband leaves his dirty clothes Lying around Rồi right. uh, uh, Các bạn cũng có thể dùng một câu khác nữa là It gets on my nerves It gets on my nerves When people don't clean up after themselves Clean up after themselves Có nghĩa là làm cái gì tự dọn cái đó có nghĩa là mỗi khi mà người ta làm người ta không dọn dẹp á là tôi ghét vậy lắm. Đó, các bạn nói là it bugs me. It gets on my nerves. It gets on my nerves. Rồi, it really bothers me when people don't watch where they're going. Watch where you're going. Có nghĩa là khi người ta mình ra đường, người ta chạm vào mình. Cái mình nói là watch where you're going. Có nghĩa là đi phải nhìn đường chứ trời. Watch where you're going. Đi phải nhìn đường chứ. Vậy mình nói là it really bothers me when people don't watch where they're going có nghĩa là khi mà người ta đi mà người ta không nhìn đường tôi ghét tớ luôn đó. Đó, Rồi. Rồi à, các bạn có thể nói là honey, it really bothers me when you don't put the cap back on. Có nghĩa là em ăn uống nước xong anh không có đậy lại em ghét tướng luôn á. Đó. đó, it really bothers me when you don't put the cap back on. Đó, uống uống xong mà không đậy lại thì ghét, thì ghét tướng luôn á. khi mà chúng ta khó chịu về một điều gì đó thì chúng ta sẽ nói là it really bothers me. It bothers me when you gì đó. Rồi, đó là cụm từ đầu tiên. Chúng ta sẽ đi đến với cụm từ tiếp theo. <laughs> three times in a row. Three times in a row có nghĩa là ba lần liên tục. In a row có nghĩa là liên tục. À, nó bằng với lại three straight times. Đó là ba lần liên tục. Ví dụ như mình nói là tôi thắng cái trò chơi này ba lần liên tục rồi đó. Thì các bạn có thể nói là I won the game three times in a row. I won the game three times in a row. Now, ví dụ như các bạn có thể nói là Trời ơi, bus. Nó ba lần liên tục. The bus has been late three times in a row. The bus has been late three times in a row. Rồi. Ok, ví dụ như mình nói là tôi kêu anh ba lần liên tục là 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 là, là đóng cửa rồi đó. Nó có nghĩa là tôi kêu tôi kêu anh đóng cửa ba lần liên tục rồi đó. Thì mình nói là I've asked you three, three times in a row, row to, to please close the door. Close the door. I've, I've asked. Chúng asked, ta đọc là I've asked, asked. I've asked you three times, times in a row, row please close the door. Rồi. Right. Cụm từ tiếp, tiếp theo chúng ta, ta, học ta học đó là talk it over. Có nghĩa là nói chuyện với một người nào đó có nghĩa là discuss it, discuss it nghĩa cứ nói là discuss it là thảo luận về điều đó uh, hay là Had a conversation about có nghĩa là quá khứ ha đó là hiện tại là have a conversation about uh, have a conversation about something có nghĩa là nói chuyện với ai đó về một vấn đề gì đó hay là reached an agreement after talking có nghĩa là đạt đến một cái một cái thỏa thuận sau khi nói sau khi thảo luận xong à, một cái từ mà nó hơi nó hơi dân dã dạ một tí xíu đó là thrashed hay là thrashed out thrash quá khứ ở đây là quá khứ hiện tại các bạn có thể đó là thrashed out thrashed out có nghĩa là bàn vấn đề đó bàn về vấn đề đó hay là nói chung là thảo luận vấn đề đó rồi <laughs> thì chúng ta chung là Thrash it out. Rồi, từ này được sử dụng trong hội thoại như thế nào? Um, ví dụ như, uh, ông chồng nói là Hey, did you decide what movie to watch? Có nghĩa là Em đã quyết định tối nay đi xem phim gì chưa? Did you decide what movie to watch? Okay. Thì um, bà vợ nó là Yeah, we talk it over. Ủa, mình bàn rồi mà anh. Mình thảo luận rồi mà anh. Uh, we talk it over and settle on a comedy, and settled on settle có nghĩa là quyết định, uh, we talked it over có nghĩa là mình đã bàn rồi mà anh. and and settled on a comedy comedy có nghĩa là phim hài, có nghĩa là mình đã bàn rồi tính tính đi xem phim hài rồi mà uh, talk it over có nghĩa là discuss it, so, có nghĩa là chúng ví dụ chúng ta có thể nói là we did, we discussed it, we discussed it and settled on a comedy rồi tiếp theo uh, một đoạn hỏi thoại tiếp theo I <laughs> um, was still going out for dinner tonight có nghĩa là ông chồng nói với bà vợ là tối nay mình vẫn đi ăn tối chứ em có nghĩa là tối nay hai vợ chồng mình vẫn đi ăn, vẫn còn kế hoạch đi ăn tối chứ à, thì bà vợ nói là hmm, maybe not we talked it over and decided to cook at home instead we talked it over có nghĩa là hai vợ chồng mình bàn nhau rồi mà anh And decided to cook at home. Có nghĩa là hai vợ chồng mình bàn rồi tính nấu ở nhà rồi mà anh, don't you remember? Anh quên rồi hả? Don't you remember? Okay, we talked it over and decided to cook at home instead. Don't you remember? Là mình bàn tính tối nay mình mình nấu cơm ở nhà rồi mà anh anh quên rồi hả? No, talk it over có nghĩa là bàn một việc gì đó rồi rồi từ tiếp theo chúng ta học ngày hôm nay đó là confront her about something, confront someone about something có nghĩa là nói rõ với ai đó về một cái việc gì đó. một số những từ cụm từ đồng nghĩa với nó là address something directly, address something directly hay là deal with something head on, head on có nghĩa là trực diện hai xe nó đụng nhau là head on. nghĩa directly và head on nó đồng nghĩa với nhau. Um, đưa nó vào trong một cái tình huống cụ thể ví dụ như một người bạn nói với bạn là I heard you had an I heard you had an argument with your boss I heard you had an argument with your boss là tôi nghe đồn là anh cãi nhau với lại sếp đúng không à, thì bạn nói là Yeah I had to confront him about the unfair workload workload là khối lượng công việc unfair là không công bằng khối lượng công việc không công bằng confront him có nghĩa là nói chuyện trực tiếp với anh ta tôi phải nói chuyện trực tiếp với ổng về cái việc mà giao việc không công bằng giao cho người ta ít còn giao cho tôi nhiều thì các bạn có thể đổi là i had to address i had to address the unfair workload directly with my boss à, thì chúng ta dùng cái công thức này i had to address the unfair workload directly with my boss hay là các bạn có thể nói là i had to deal with the unfair workload head on with my boss. I had to deal with the unfair workload head on with my boss. Có nghĩa là tôi phải làm việc trực tiếp với ông, tôi phải nói chuyện trực tiếp với ông về cái việc mà giao việc không công bằng. Một ví dụ tiếp theo, người ta nói là It seems like there's some tension between you two. Có nghĩa là hình như có vẻ là giữa hai bạn nó có một tí xíu căng thẳng nào đó. Uh, talk things out. Có nghĩa là nói rõ vấn đề đó. Tại sao không giải quyết trực tiếp và nói rõ vấn đề đó đi? à thì thay vì nói là confront it các bạn có thể nói là so why not address it why not address it directly why not address it directly hay là các bạn có thể nói là, why not why not deal with it directly hay là head on why not deal with it head on có nghĩa là tại sao không trực tiếp giải quyết nó đi and and talk things out có nghĩa là và nói rõ vấn đề đó cái từ trái nghĩa của cái từ confront someone about something đó là từ avoid ví dụ avoid the problem don't avoid the problem don't avoid the the problem don't ignore the problem Hay các bạn có thể một dùng một cái từ nó mang tính chất thành ngữ hơn đó là sweep something under the rug don't sweep it các bạn nói don't sweep it under the rug là đừng có bỏ qua vấn đề đó we need you you need to address it address it giống như thế này You need to address it. Có nghĩa là cần phải giải quyết nó. We need to address it. We need to deal with it directly. Deal with it head on. Chứ mà đừng có, đừng có sweep it. Don't sweep it under the rug. Hay là mình, khi mình khuyên người ta bỏ đi. Bỏ đi. Chuyện đó bỏ đi. Đừng nhắc tới chuyện đó. Nữa. Thì mình nói là sweep it under the rug. Sweep it under the rug. Có nghĩa là thôi. Cho nó im. Cho nó. Cho nó. Cho nó yên bình cho nó ổn thỏ thì đừng có nhắc đến chuyện đó nữa thì mình gọi là sweep. rất là gì rất là tấm thảm sweep là gì sweep là quét quét nó bên dưới tấm thảm các bạn cứ tưởng tượng nhà mình dơ mình không có quét dọn mà mình cứ dở tấm thảm mình mình nhét vô trống mình nhét vô nhét vô trống thì gọi là sweep it under the rug sweep it under the rug có nghĩa là lẩn tránh vấn đề avoid the problem ignore the problem lẩn tránh vấn đề cụm từ tiếp theo chúng ta sẽ học đó là out of the question out of the question có nghĩa là không thể nào không không đời nào có nghĩa là bạn không chấp nhận người ta xin bạn cái gì đó bạn không chấp nhận bạn nói là it is out of the question it is out of the question ví dụ um, người a nói với b là hey can i borrow your car for the weekend có nghĩa là cuối tuần này cho tôi mượn xe cho mượn xe hơi được không can i borrow your car for the weekend cái người đó nói là sorry okay letting you borrow the car is out of the question cái okay, có nghĩa là để cho bạn mượn xe của tôi là không thể nào chấp nhận được đó là một điều không thể nào sẽ xảy ra được out of the question. Okay. tiếp theo một người con nói với mẹ của mình đó là can i stay up past midnight can i stay up past midnight to watch the movie mẹ ơi cho con thức qua nửa đêm để con coi cái bộ phim này cái được được không mẹ cái mẹ nói là is out of the question is out of the question là không đời nào không thể nào có chuyện đó xảy ra được. you have a school tomorrow ngày mai con 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 còn phải đi học nữa mà. you have school tomorrow is out of the question. không thể nào không thể nào chấp nhận được. trái nghĩa với nó là you bet. ví dụ như um, uh, con xin mẹ là can i stay up past midnight to watch to watch the movie. cái mình nói là you bet you bet. có nghĩa là được chứ con. Ok liền à, là trái nghĩa với is out of the question. thay vì nó là is out of the question các bạn có thể nói là you bet. You bet. Rồi ví dụ như người ta mượn xe mình, can I borrow your car for the weekend? Các bạn nói, you bet. You bet. Đó là ok liền. Là đồng ý. Còn nó là it's out of the question. Không đồng ý. Rồi, từ tiếp theo chúng ta học đó là legitimate. Legitimate là chính đáng, chính thức, hợp lệ. Legitimate. Ví dụ, hey, did you see that crazy news report? Có nghĩa là mình, ấy bạn, bạn có nhìn thấy cái cái bản tin uh, uh, bản tin đó không? À, cái mình nói, I don't know. À, mình nói là, I don't know, it seems a bit fishy. Có nghĩa là tôi không biết nữa. À, hình như nó nghe có vẻ xào xạo sao á. Fishy là xào xạo Fishy với nó là Uh, it seems a bit fishy. Fish là cá nhưng mà fishy có nghĩa là nó giống nghĩa là tanh cá, có nghĩa là nghe mùi tanh tanh ở đây, nghe mùi tanh tanh ở đây có nghĩa là bạn không tin vào cái thông tin đó, có thể dịch là nghe xào xạo sao á. It's hard to tell, có nghĩa là nó khó rất là khó phân biệt. It's hard to tell. Hard to tell có nghĩa là khó phân biệt. Nó khó phân biệt what's legitimate and what's fake news. Có nghĩa là khó phân biệt cái nào là tin 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 chính thức, À, ở đây từ what's legitimate thì chúng ta có thể dịch là chính thức trong trường hợp tin tức legitimate news có nghĩa là tin chính thức um, là, và trái nó là fake news um, it's it's nó là it's hard to tell what's legitimate and what's fake news có nghĩa là khó với phân biệt tin nào là tin chính thức và tin nào là tin giả mạo lắm rồi um, ở đây có một cuộc hội thoại giữa customer và cashier customer là khách hàng cashier là nhân viên tính tiền khách hàng nói là Is this discount coupon legitimate? Is this uh, discount coupon có nghĩa là discount coupon có nghĩa là cái phiếu giảm giá này có legitimate. Legitimate trong trường hợp này chúng ta sẽ dịch là hợp lệ. Hợp lệ. Cái um, cái phiếu giảm giá này có hợp lệ không vậy bạn? Thì cái anh cashier này mới nói là let me see vậy là để em coi thì coi. Yes, uh, it appears to be a legitimate coupon. It appears to be, có nghĩa là nhìn nó có nói chung là nó 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 nhìn nhìn qua thì nó là nhìn qua thì nó là các bạn nói là it appears to be it appears to be có nghĩa là bạn nhìn bằng mắt bạn 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 phán xét thì bạn nói là it appears to be it appears to be a legitimate coupon có nghĩa là nhìn qua thì nó là nó hợp lệ đó chị một cuộc hội thoại tiếp theo đó là i have a legitimate reason for being late to the interview A legitimate reason có nghĩa là một lý do chính đáng. I have a legitimate reason có nghĩa là tôi có một lý do chính đáng. Uh, for being late là để bị trễ, để đi trễ. Uh, to the interview có nghĩa là tôi có lý do chính đáng để đi trễ phỏng vấn. Thì cái người phỏng vấn nói là please tell me more có nghĩa là lý do gì kể tôi nghe đi. Uh, we understand unforeseen circumstances. Circumstances có nghĩa là tình huống. Circumstances là tình huống. Unforeseen có nghĩa là không thể nào lường trước được. Unforeseen. Chúng tôi hiểu những tình huống không thể lường trước được. Uh, please tell me more. Có nghĩa là lý do gì kể tôi nghe đi. Mình nói là I have a legitimate reason for being late. Có nghĩa là mình nói là tôi có lý do chính đáng để trễ. Thì người kia nói là lý do gì kể tôi nghe đi. À, chúng tôi rất là hiểu những cái tình huống mà nó không thể nào lường trước được. Từ tiếp theo chúng ta học ngày hôm nay đó là 100% with you on that. I'm 100% with you on that. With you on that. Có nghĩa là tôi hoàn toàn đồng ý với anh. Ví dụ người ta nói là This traffic is unbelievable. Cái trời ơi, gì đâu mà tình hình giao thông gì mà gì mà không thể nào tin được luôn á. Có nghĩa là tình hình giao thông gì mà tệ dữ. Có nghĩa là đường gì mà nó kẹt quá trời vậy ta. À, thì người ta sẽ nói là This traffic is unbelievable. À, trời ơi, đường gì sao mà kẹt quá trời vậy ta. Cái mình nói là I'm with you. I'm with you anh ta. Có nghĩa là đúng là tôi đồng ý với anh chị đó luôn á. Tôi đồng ý hoàn toàn đồng ý với anh chuyện đó. It's taking forever to get anywhere có nghĩa là muốn đi đâu là, là là cái tiếng đồng hồ chưa đi tới. It's taking forever to get anywhere có nghĩa là muốn đi đâu, get anywhere có nghĩa là muốn đi đâu, muốn đi đâu là cái tiếng đồng hồ chưa đi tới. Có nghĩa là đúng rồi. Thì ở đây trong trường hợp này các bạn có thể nhận là đúng rồi đó, đúng rồi đó. À, người ta nói là this traffic is unbelievable. Các bạn nói, cái bạn nói là I'm with you on that là đúng rồi đó. À, tôi hoàn toàn đồng ý luôn à, muốn đi đâu là uh, đi ngoài không thấy tới có vậy đó rồi một ví dụ thứ hai về uh, ví dụ người ta nói là this new software is way too complicated có nghĩa là trời cái cái cái, cái phần mềm mới này nó nó khó quá trời nó phức tạp quá trời không là cái để là phức tạp À, ví dụ như các bạn hỏi về mối quan hệ giữa hai người, các bạn nói là it's very complicated, có nghĩa là rất là phức tạp mối quan hệ rất là phức tạp. I'm with you hoàn that Có nghĩa là tôi ra hoàn toàn đồng ý với anh về chuyện này. It needs more user-friendly interface. User-friendly có nghĩa là thân thiện với người dùng interface. Có nghĩa là giao diện, giao diện thân thiện với người dùng. Có nghĩa là dễ dùng hơn. Đó. Câu tiếp theo. Recycling is so important for the environment. Có nghĩa là người ta nói là um, um, tái chế thì rất là quan trọng cho môi trường. Các bạn nói là I'm with you nghĩa là Đúng là tôi hoàn toàn đồng ý với anh chuyện đó luôn á. Uh, we all need to do our part. Có nghĩa là chúng ta cần phải làm cái trách nhiệm của mình. Có nghĩa là mình làm được gì thì mình cứ làm. Tiếng Việt chúng ta dịch như vậy. We all need to do our part. Mình làm được gì thì mình cứ làm. I'm with you, on that Có nghĩa là tôi hoàn toàn đồng ý với anh như vậy. Uh, Rồi. Right. Um, so we need to be considerate. Uh, we need to be considerate. Có nghĩa là chúng ta cần phải gọi là chúng ta cần phải để ý đến người khác. Chúng ta cần phải nghĩ đến người khác nhiều hơn chứ không phải cứ chăm chăm nghĩ với bản thân mình. Chúng ta dùng từ considerate có nghĩa là mình bắt nhạc thì mình bắt nhỏ nhỏ, mình để cho người ta học bài thì mình nói là considerate, I'm very considerate. Đó, chúng ta cần một cái người ở chung với mình mà người ta considerate. Nếu người ta không considerate mình học bài, người ta lại bắt nhạc lên. Đó, người ta không có considerate. So we need to be considerate. Đó, are you with me on that? Có nghĩa là chúng ta cần phải để ý đến người khác. Bạn có đồng ý với tôi như vậy không? Đó, có đây là một cái cách nhắc khéo mình đang học bài, bạn mình bắt nhạc lớn thì mình vô mình nói là we need to be considerate ta, đó là chúng ta cần phải để ý đến người khác, để ý đến người khác chứ không phải cứ cứ để ý đến mình không? bạn có đồng ý với tôi như vậy không? đó là một cách nhắc khéo người khác, đúng không bạn? Đó. Từ tiếp theo chúng ta học ngày hôm nay ta là bring it up, bring it up có nghĩa là mention, có nghĩa là đề cập đến. Hey, how how's the new project going? có nghĩa là cái cái dự án mới sao rồi? cái mình nói là it's okay, but there's some aspect. I've been meaning to bring it up I've been meaning có nghĩa là hôm nay tôi tính à, Các bạn nói là I've been meaning Có nghĩa là hôm nay tôi tính uh, bring it up Có nghĩa là hôm nay tôi tính đề cập nó Có nghĩa là hôm nay tôi tính đề cập với anh về một số vấn đề Có một số vấn đề hôm nay tôi tính đề cập với anh Mention là đề cập So I've been annoyed by my neighbor Singing karaoke late at night Có nghĩa là hôm nay tôi bực bội Cái ông hàng xóm tôi Ông karaoke khuya quá quá đắt luôn. Đó, I've been annoyed I've been annoyed OK. Rồi các bạn có xem uh, video này và các bạn muốn uh, những cái cấu trúc mà mà Tân ghi này, nè các bạn không hiểu tại sao phải dùng cái cấu trúc này, các bạn có thể bình luận xuống cái câu mà mình cảm thấy khó hiểu, Tân sẽ giải thích trong phần bình luận ha. Rồi ok, kệ, mình nói là you should you should bring it up có nghĩa là bạn nên nói chuyện với anh ta, bạn nên đề cập đến chuyện chuyện đó with them politely. You should bring it up with them politely. Có nghĩa là anh nên đề cập với họ một cách uh, lịch sự. They may not realize it's disturbing others. Có nghĩa là có thể là họ không có nhận ra rằng nó làm phiền đến người khác. Cái việc karaoke của họ làm phiền đến người khác. Chúng ta có từ disturbing. Disturbing là làm phiền. Disturbing others là làm phiền đến người khác. Realize là nhận ra. They might not realize is it others? Rồi, một cấu trúc nào đó bạn không hiểu, một câu nào đó bạn không hiểu có thể bình luận bên dưới video, đang sẽ giải thích ha. No offense, no offense, uh, no offense. Nó giống như là actually, nó giống như honestly có nghĩa là nó là một từ điểm thôi. No offense có nghĩa là tôi nói vậy không có ý gì hết á. Tôi nói vậy không có ý gì hết á, hay là actually, hay là honestly, uh, hay là thật lòng thì, thật lòng thì hay là tôi nói vậy không có ý gì hết. Uh, chỉ là một câu điểm thôi rồi ở đây á thì các bạn sẽ lưu ý cái từ offense này no offense offense là danh từ à, đôi khi chúng ta dùng từ offensive it's offensive it's offensive có nghĩa là cái điều đó nó rất là nói vậy à, ví dụ mình nói là it's offensive khi người ta nói một điều gì đó mà nói là it's offensive có nghĩa là bạn nói là uh, nói vậy người ta đau lòng á it's, it's offensive to make jokes like that có nghĩa là make jokes là nói đùa nói đùa vậy làm người ta phiền á. đừng có nói đùa vậy thì nó là it's offensive It's offensive. Người ta nói một điều gì đó, người ta làm một điều gì đó, mình nói là it offensive. Có nghĩa là điều đó làm tôi rất là phiền Điều đó làm tôi rất là khó chịu. Có nghĩa là tôi dị ứng. Đó, các bạn có thể dùng dùng từ dị ứng. No offense. No offense. Có nghĩa là mình nói ra trước khi mình nói một cái điều gì đó. Có nghĩa là tôi nói vậy thôi nha. Tôi nói vậy thôi nha. Tôi nói vậy, tôi nói vậy không có ý gì đâu nha. Um, uh, thật thật lòng thì. Đó, no offense. Ví dụ mà nói là. Uh, nó bằng với là I don't want to be rude I don't want to be rude Ví dụ như bạn nói là No offense uh, but I don't like your music no, no offense but I don't like your music à, Nói vậy mà còn uh, Còn no offense làm gì No offense có nghĩa là tôi nói vậy thôi Anh đừng có buồn Nhưng mà tôi không có thích nhạc của anh Nhạc của anh dở quá No offense but I don't like your music à, thì Mình nói ra để trước khi mình nói một điều gì đó Mà mình nghĩ người ta buồn Thì mình dùng từ no offense Okay. Ha. Hay là mình nói người ta là don't be offended. Don't be offended có nghĩa là tôi nói vậy anh đừng có để bụng nha. Tôi nói vậy anh đừng có buồn nha. Thì các bạn nói là no, don't be offended. Don't be offended, but I notice you've been arriving late to meetings lately. Có nghĩa là tôi nói vậy anh đừng có buồn nha, nhưng mà tôi để ý thấy hôm nay anh đi trễ, họp anh đi trễ hoài nha. À, uh, don't be offended. Don't be offended. Ở trong trường hợp này các bạn có thể nói là no offense. No offense. Nhưng mà các bạn không được nói là it's offensive. Tại it's offensive là khi người ta nói một điều gì đó, khi người ta làm một điều gì đó thì bạn nói là điều đó nó khiến cho tôi rất là buồn, rất là bực bội, rất là không vui thì mình nói là it's offensive, it's offensive. Đã, vậy ở đây có ba từ mà các bạn cần phải, phải lưu ý: no offense, is offensive và is offensive và don't be offended, don't be offended. Cái okay, offended trong trường hợp này là tính từ Don't be offended. À, là đừng có bị, đừng có bị, đừng có bị, đừng có buồn lòng, đừng có phiền lòng. Okay. Rồi. Don't be offended, but I don't think it's a good idea. Có nghĩa là đừng có, đừng có phiền, nhưng mà uh, tôi không nghĩ đó là một ý tưởng hay. Don't be offended. Công từ tiếp theo là từ snitch snitch là mắt lẻo, snitch on có nghĩa là mắt lẻo một ai đó hay là tell on, có nghĩa là tell someone on someone. Don't tell mom on me. Okay. Ví dụ ở đây chúng ta có cụm từ đó là he got busted. He got busted cheating. Got busted có nghĩa là bị bắt quả tang. Bị bắt quả tang. He got busted uh, cheating. Uh, anh ta bị bắt quả tang. Quay bài uh, on the test. Uh, cái B nói là someone must have snitched on him. Someone must have snitched on him. Có nghĩa là ai đó chắc là must have là chắc là chắc là ai đó đã mất lẻo anh ta rồi. Đó, ở trong trường hợp này các bạn có thể dùng từ tell on. Someone must have someone must have told quá khứ là told hả? Someone must have told on him. Someone must have told on him. Có nghĩa là chắc ai đó mất lẻo rồi. Từ snitch này có thể dùng với dạng danh từ. He is a snitch là nó là một thằng mất lẻo. He so me for cheating, có nghĩa là nó nó mép nó nó mép tôi quay bài uh, on the on the math test, có nghĩa là nó mép tôi quay bài trong kiểm tra toán, kiểm tra toán nó mép tôi quay bài. Nó là một thằng mất lẻo, đừng có chơi với nó. thì mình sẽ có thể dùng từ a snitch, a snitch là thằng mất lẻo. Relax, I won't snitch, có nghĩa là thư giãn, thư giãn không sao đâu, tôi sẽ không có mất lẻo đâu. But you should be careful, nhưng mà nên phải cẩn thận nha ví dụ như với người ta quay bài cái mình người ta phát hiện mình nhìn thấy rồi nó relax relax I won't snitch đó có nghĩa là thư giãn tôi không có mét đâu nhưng mà phải cẩn thận nha you should be careful you should be more careful rồi từ tiếp theo it's not it's not ideal it's not ideal có nghĩa là nó không có hoàn hảo nó không có tuyệt vời nó không có thuận lợi uh, um, hay một cái nghĩa mà các bạn có thể dùng đó là Not the best option. Not the best option có nghĩa là không phải là một cái, một cái, một cái, một cái sự lựa chọn tốt nhất. But I can manage. I can manage. Có nghĩa là tôi có thể làm được, tôi có thể cố gắng làm được. It's not ideal, but I can manage. Từ cái cụm từ này các bạn sẽ gặp trong trong cái đoạn hội thoại. Các bạn đừng có quan tâm cụm từ này. Bạn chú ý vào cái cụm từ "It's not ideal". It's not ideal có nghĩa là nó không có thuận lợi, nó không nó không có nói chung là uh, nó không phải là một cái sự lựa chọn tốt nhất is not the best option. Uh, hay là it's less than perfect, có nghĩa là nó không được hoàn hảo, nó không phải là một sự lựa chọn tốt nhất. Dịch tiếng Việt thì nó rất là khó hiểu bởi vì chúng ta cần tình huống các bạn xem những tình huống sau đây. Uh, living with a noisy roommates is not ideal when you're trying to study for exams. Có nghĩa là Uh, mình uh, cố gắng mình học bài để mình đi thi Mà mình sống với một cái người uh, Sống chung với mình mà nó ồn ào Thì nó thật sự nó không phải là một điều thường tiện Có nghĩa là nó không có thường tiện uh, Ví dụ như người ta nói là Eating fast food every day is not ideal For maintaining a healthy style có nghĩa là mình ăn ăn đồ ăn nhanh mỗi ngày nó không có thuận lợi nó không có thuận tiện nó không phải là một cách tốt nhất để chúng ta gìn giữ cái sức khỏe cái 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 đời sống cái 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 gìn giữ cái 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 cách sống lành mạnh của mình cái lối sống lành mạnh của mình It's not ideal is not ideal có nghĩa là không ví dụ mình nói là cái câu này nó các bạn sẽ nhìn thấy rõ nhất cái cụm từ is not ideal nè người ta nói là hey do you want to meet for lunch at 2pm do you want to meet for lunch at 2pm có nghĩa là trưa nay mình muốn anh muốn uh, gặp nhau để mình ăn trưa không đó uh, cái mình nói là it's not ideal có nghĩa là nó không có thuận tiện cho tôi it's not ideal i have i have a meeting then có nghĩa là lúc đó tôi có một cuộc họp um, how about 3pm how about 3pm uh, 3 giờ được không it's not ideal it's not ideal uh, 2 at uh, 2pm is not ideal for me có nghĩa là nó không có thuận tiện cho tôi it's not ideal là như vậy rồi, cụm từ cuối cùng để chúng ta đi vào đoạn hội thoại đó là vent to me. Vent, vent này là từ một cái từ nó 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 anh em với từ ventilation. Ventilation chính là 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 thông khí, thông gió đó. Ventilation. Vent có nghĩa là thông xả. Vent to me có nghĩa là xả vào tôi, xả vào tôi có nghĩa là trút giận vào tôi. Hay dịch một cách nôm na là kể cho tôi nghe kể cho tôi nghe đi, vent to me, một cách nôm na kể tôi nghe. Uh, get something off your chest có nghĩa là uh, lấy lấy khói, gánh nặng ra khỏi vai của bạn, có nghĩa là tâm sự với tôi đi, vent to me là tâm sự với tôi có thể dịch như vậy. Um, this project is driving crazy, driving me crazy có nghĩa là cái 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 dự án này nó làm tôi điên mất. Uh, cái mình nói là one want to vent to me about it. Wanna vent me about it, có nghĩa là muốn kể tôi nghe không, muốn tâm sự với tôi không I'm always, có nghĩa là tôi đang, tôi lắng nghe, tôi sẵn sàng lắng nghe I'm always, I'm always là tôi sẵn sàng lắng nghe Wanna vent me about it, wanna vent to Có nghĩa là khi bạn nghe người ta nói một điều gì đó, bạn nói là do you wanna Want uh, to đây thật ra là, là chữ viết tắt của do you want to uh, Wanna, chúng ta đọc là wanna Wanna vent to me about it, có nghĩa là muốn tâm sự với tôi không À, ví dụ người ta nói là the meeting with the client was a nightmare có nghe tôi đi tôi đi họp với khách hàng uh, đúng là cực hình à, tôi mới đi họp với khách hàng xong đúng là một buổi họp đúng là cực hình cái mình nói, oh no, vent to me à, tâm sự với tôi đi what happened chuyện gì xảy ra vậy Rồi, I'm having a really bad day for work ông xã mình về nó là I'm viên được rồi bài phụ có nghĩa là uh, âm um, học viên có nghĩa là vẫn còn đang làm nếu mà ông xã mình về sẽ nó là I had quá khứ I had a really bad day at work today hay là it was a long day at work ông xã mình nói như vậy cái mình nói là come here vent to me có nghĩa là lại đây anh lại đây lại đây ngồi với yeah. em với uh, em tâm sự với em nghe đi vent to me what's going on đi gì xảy ra vậy đó đó là những từ vựng chúng ta cần để chúng ta uh, hiểu đoạn hội thoại sau đây và tân sẽ gặp các bạn trong video tiếp theo chúng ta sẽ cùng đọc đoạn hội thoại này